bên nhau khi đó khi nó ê. Vì đời sinh viên giúp đỡ nhau khi gió mưa to ê. Cùng cùng điên điên đồ thị mua ở chợ Kim Biên. Tuy trong túi không có nhiều tiền nhưng chơi với nhau không có keyboard. Tuy xuất thân mỗi người khác nhau nhưng trong khu trọ là người một nhà. Nếu như lỡ thằng nào bị đánh còn có anh em giúp lăn hột gà. Tất cả mọi người vì một thì một phải vì tất cả. Muốn cùng nhau sống ngày sung sướng thì phải cùng nhau chịu chung vất vả. Có gì đâu mà lo. Mình học đại học nhưng mà không có học đại. Mình học đại học để tránh xa những thứ độc hại. Mình học đại học nhưng mà không có học đại, tránh xa những thứ độc hại. Còn nếu học sai thì mình học lại. Tôi sẽ giúp cô. Yeah. Cảm ơn nha, cảm ơn nha. Nhưng mà với một điều kiện. Bây giờ có 10 điều kiện cũng được nữa. Cô phải xin lỗi tôi. Ủa, An có làm lỗi gì với Lâm hả ta? Hơi bị nhiều luôn á. À, chuyện xe đạp với lại chuyện tai nghe giặt giảm thì nọ cái thứ gì. Thôi, bỏ qua được thì bỏ qua đi. Sao còn cay cú tới giờ vậy? Tôi con gái tôi còn bỏ qua được đàn ông trai. Hèn lắm á. Ừ, bỏ qua đi. Đó, nó phải vậy. Đàn ông trai là mình không có được giặt giảnh mấy cái chuyện đó. Bảo bao vụ đóng phim á. Kiếm người khác đi. Tôi xin lỗi. Cô vừa mới nói gì vậy? Tôi xin lỗi. Tôi thấy mấy đứa nhỏ thường mà xin lỗi sẽ khoanh tay lại để thể hiện cái sự chân thành. Sao? Khó quá hả? Vậy thôi tôi đi học nha. Tốt lắm cô gái. Có lỗi biết nhận lỗi là đúng. Vậy là xong rồi đúng không? Ừ. Tôi bỏ qua cho cô á. Làm gì vậy? Tao kiểu đi. Dễ thương lên. Dễ thương là sao? Nhìn tôi nè. Chưa mở ra. Nheo mắt lại. Rồi rồi, một chút. Xong chưa? Rồi. Tôi đi học nha. À, Lâm ơi. Cái phân đoạn này á mình sẽ diễn vậy nha. Bạn này sẽ là người yêu cũ của em. Cô ấy là một ca sĩ ha. Trong khi đang diễn á thì cô ta sẽ bất chợt nhìn thấy cái người yêu mới là một đại gia của cô ta đi cùng một người khác vào đây. Thì lúc đó cô ta sẽ bị đứng hình trên sân khấu. Lúc đó làm cái gì? Em sẽ đang đờn ha, cầm cái đờn đi theo hay làm một cái gì cũng được. Em giả bộ, em bằng mọi cách em đi kế bên. Em sẽ khiều nhẹ cô ấy để cô ấy giật mình tỉnh dậy là tập trung vô diễn. Còn hai bạn này, bạn sẽ là người yêu mới của bạn này. Còn bạn sẽ là bồ của bạn này ha. Hai bạn sẽ ngồi đó cho anh ha, ngồi vị trí đó. Rồi, ekip chuẩn bị nè, tất cả chuẩn bị quay nha. Để bây giờ ngày đầy nỗi nhớ đêm giận mình ngu ngơ. Giờ này mình hai nơi bên ấy bên này. Mà lòng còn cứ ngỡ ôi chỉ là trong mơ. Giờ này mình xa xôi ai đắp ai bồi. Tìm gì ở quá khứ nay chẳng còn thế nữa.
quá khứ nay chẳng còn thế nữa, chỉ là những giấc mơ xa tầm tay. Dặn lòng đừng tiếc nuối cho mình nên buông lơi như vậy thôi. Bên ấy, bên này. Đúng rồi An, ôm chặt vô em, ôm chặt vô nữa. Đúng rồi. Lắm, cái tay em kìa. Giờ lên ôm luôn, ôm em luôn. Ôm vô, lắm. Nhanh, ôm chặt vô. Chặt vô. Camera, bắt cái tay giùm anh nha, Đúng rồi. Lắm cái mặt em cảm xúc lên nha anh coi. Cảm xúc lên, xúc động lên. Cắt. Good test. Hay lắm đấy em ơi. Cái đoạn này có trong kịch bản á. Mà tại anh đạo diễn sợ là anh diễn không có tự nhiên nên không có nói. Thông cảm nha. Có gì đâu. Kịch bản cũng hay mà. Cảm ơn hai em, diễn tốt lắm. Anh thấy hai đứa đẹp đôi lắm nha. Mình chơi lớn cái đi. Hai đứa hung nhau cho anh đi. Anh sẽ đặt đó, anh lấy nụ hôn thôi. Bảo đảm sẽ hút view. Chơi nha. Long, em thấy sao? Không được đâu anh. Bạn này không phải diễn viên. Diễn yếu lắm, sao mà hung được. Nhưng mà em là diễn viên. Em hỗ trợ cho bạn ấy. Em diễn mạnh lên cho anh thì em kéo bạn ấy lên luôn. Cũng không được. Môi em chủ động nhưng mà môi bạn không được đâu anh. Vậy thì thôi. Ok, cảm ơn Lâm nhiều nha em. Cảm ơn nhiều nha. Ok, cảm ơn. Dạ. Vậy thôi tôi về trước nha. Tôi qua gặp đạo diễn. Ê, tao mới mua thùng cháo yến Việt vị thịt bằm nè. Ê, đang có chương trình á, mua một thùng cháo yến Việt vị thịt bằm hoặc là gà, cái mình được tặng một cái bao lì xì lên tới 50k luôn. Tiền. Hả? Mày ngồi xuống đi, tao có chuyện này muốn nói với mày á. Nghiêm trọng nha. Tao hỏi mày cái này, mày phải trả lời thật nha. Ừ. Mày với anh Vũ đang quen đúng không? Thì ra bữa giờ là mày suy nghĩ chuyện này á hả? Mày cứ nói đi. Tao chuẩn bị tinh thần hết rồi. Tao với anh Vũ đang yêu nhau. Tao biết mà. Ê, tao giỡn với mày á. Nghĩ sao mà tao quen ông Vũ vậy trời. Không cần phải nói vậy ra ngủi tao đâu. Mày biết gì? Mày bị khùng hả? Nè, tao chỉ kêu anh Vũ của mày á giả là bạn trai của tao thôi. Ngày mai á tao có một buổi họp lớp, mà ở trong đó đó có một cái con nhỏ tao rất là ghét. Mà cái con đó nó chuyên gia là mỗi lần tới nó sẽ dẫn bồ tới. Mà sao biết bao nhiêu người mày cũng nhờ đi nhờ anh Vũ của tao? Anh Vũ của cô nợ tiền của tôi, cho nên bây giờ phải giúp tôi để trừ nợ. Ê, anh Vũ có gì mà mày mê mệt chứ vậy? Hồi xưa tao với anh Vũ có kỷ niệm đẹp với nhau. Cái mùa Noel ở dưới quê tao á. Bộ anh Phong cũng thích cái thiệp này hả? Thiệp thì cũng được đấy. Nhà xin lỗi nha. Anh lại không thích những người xấu. Nếu mà anh không thích thì anh trả lại cho em chứ sao anh dục vậy? Tao biết đẹp, không có quyền. Vậy thôi. Ôi.
Tụi mày học sinh chứ đâu phải ông nội đâu, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Ê kìa, mày nói gì với mày? Tao nói tụi mày á. Mày đụng tới ai á, chứ mày đụng tới anh Phong là mày sai rồi đó con. Anh Phong không những đẹp trai mà còn nắm cái trường này nữa. Nắm cái trường? Ê, tụi bà già mày làm hiệu trưởng hay gì mày lại nắm cái trường? Nói cho tụi bay biết nha, tao không có cái gì thích á thì quýnh vô đây tao thử đi hả. Lần sau á mày né xa tao ra nha mày. Mày cứ nhớ lấy cái mặt tao đấy. Yếu mà đòi ra gió hả mày? Anh Vũ có sao không? Đúng nào, đặng à, happy birthday, tôi lộn quá, happy new year lộn, merry Christmas. Từ đó anh Vũ giống như là động lực của tao vậy đó. Khi mà tao biết anh Vũ lên Sài Gòn học á, tao cũng phải cố gắng ráng học thật là tốt để lên Sài Gòn học với anh Vũ á. Nói chung á là nhìn ổng khùng khùng vậy á mà cũng tốt quá ha. Chứ sao, anh Vũ của tao mà. Mà lỡ như anh Vũ thích tao thiệt thì sao? Thì tao yên tâm rồi. Yên tâm gì? Yên tâm như quê luôn. Ê, mày có phải bạn tao không vậy? Tao nói giỡn á. Chứ thật ra bây giờ mà anh Vũ thích ai mà người đó thiệt lòng thương anh Vũ, tốt với ảnh thì tao cũng thấy vui rồi. Nhưng không phải là mày nha. Hay vậy ghê. Ủa mà mày đi họp lớp đâu vậy? Ở ngay chỗ nhà hàng xóm chài đó. Ủa ghê, họp lớp nhà hàng luôn. Tao sẽ cho mày mượn anh Vũ của tao, nhưng mà mày phải trả anh về nguyên vẹn biết chưa? Nói kiểu như mày á, ai mà dám đụng vô anh Vũ của mày nữa. Ghê. Thôi đi thay đồ đây. Đúng là ông bà nói đâu có sai đâu. Vì mình mà nhào vô dầu sôi lửa bỏng chỉ có mì gói thôi. Bố bên đây hết tiền hả? Sao không nói tao biết? Nè, mày hơi khinh thường bố mày rồi nhá. Không bao giờ hết tiền, chỉ là tao theo đạo thôi. Mày theo đạo gì? Tao theo đạo sinh viên thì cuối tháng ăn mì gói, nó quy luật. Hết tiền đi bị đặt. Nhân, xuống ăn mì gói mày. Nhân. Nhất. Cái thằng cái gì? Xuống ăn mì. Ăn đi. Có cái gì mà chăm chú quá vậy? Đang có phim. Phim heo hay gì? Khùng quá, không phải. Phim của Hải An đóng phim heo. Hải An đóng phim heo. Phim Hải An đóng vai của ca sĩ đúng không? Đúng rồi, mày bậy bạ. Tao không đóng phim đó nữa. Mày cũng làm diễn viên luôn. Bữa chú đạo diễn cho tao đóng cái vai gì extra á. Diễn viên cha là diễn viên gì trời? Quê. Coi mặt nó kìa. Coi phim người yêu nó đóng. Mắt sáng rỡ, cười tươi rói. Ủa? Người yêu là sao mày? Chứ mày không biết hả? Cái thằng Nam Binh này nè, nó thích con nhỏ Hải An ở phòng bên kia. Thích lâu rồi mà đâu có dám nói đâu. Biết sao không dám nói không? Nó ra sợ nó đá bởi chứ cút. Ê mày ghê. Ê chừng nào tới cảnh của ông Lâm kêu tao coi nha. Ê không ấy, mình ăn mì trước đi rồi tí hồi nữa coi phim sau chứ. Ôi, giờ để mì nó nở ra hết sao ngon. Nhìn cái mặt mày lên phim sao mà tao mới ăn mì gói đồ hợp lý được, coi ăn vô hay không. thú vị coi ê có nó nè ở đâu coi ép cha với ép cha sao ơi. Ôi ghê vậy, đẹp trai vậy. Giữ chứ, đánh đàn rồi. Ôi trời. Đứng dậy chào đó. Ủa hết rồi hả? Ủa phim gì? Hết rồi hả? Trời ơi ông ơi, tao biết rồi. Ít cha là diễn viên quần chúng nha má. Mày đặt nó đi. Ít cha, đồ nói cho sang nhưng mà đừng buồn. Diễn viên là tuyệt vời, là ghê. Lên màn hình chui được. Ghê. Ê Nhân, hôm ấy mày bỏ cái máy đó đi. Xuống ăn mì nè. Tí hồi nữa coi sau. Kêu nó xuống ăn mì đi mày. Thôi mày. Ok. Ê Có lại nè. Ủa nãy bị lắc hả? Ừ lắc. Ôi trời đánh đàn. Đứng dậy kìa, đứng dậy rồi.
Quay ôm luôn ghê mày. Nhưng mà cái này là phim nữa hả? Bữa không có trong kịch bản. Đạo diễn thêm vô á. Vậy hả? À bữa đó tao hết tiền. Xong cái đi đóng á cha đó, được 450 ngàn. 450 ngàn? Ê, được 450 ngàn luôn mày. Được 450 ngàn. Ghê, đi, đi vô cái chào chào cái được 450 ngàn luôn. Thôi mày xuống ăn mì đi mày ơi. Nè làm mì ăn đi. Tao ra kia, mày bên này, này bên ấy. Nhà này từ này, bên ấy bên này. Không khí căng quá. Để gió. Ok, tôi biết rồi. Ngày mai anh cứ cho người qua giới thiệu kỹ hơn về lộ bia bên anh. Chúng tôi sẽ xem xét rồi quyết định. Lát vô trọng nhớ cẩn thận nha. Biết rồi. Ê, mà mấy đứa bạn của bà sang thiệt á. Đi học lớp thôi mà cũng đi nhà hàng nữa. Nhưng mà lát nữa nhớ diễn cho đạt đó nha, chứ không bị phát hiện đâu. Cứ yên tâm nha, cô bạn gái. Tuyền, Tuyền, Tuyền đợi tôi một chút nha. Nè, đi đâu vậy? Tuyền, Tuyền tới rồi đó hả? Tôi cứ tưởng là Tuyền không tới hết chứ. Mà nay đi học lớp thôi sao makeup hơi dày á. Ủa mày nói mai á hả? Trời ơi, Tuyền này không hiểu tôi gì hết trơn á. Mặt tôi á, là Tuyền biết rồi, nó đẹp sẵn từ đó giờ á. Nói nghe nè, tôi phải tới. Không những tới mà tôi còn phải dẫn bạn trai tới để ra mắt Mai nữa. Chứ không Mai coi thường tôi thì sao? Ủa, nhưng mà nay Mai đi một mình hả? Là anh có đi chung với tôi. Nhưng mà tại vì anh đi xe hơi á, nên là phải đậu ngoài kia. Một tí nữa anh vô sau á. Tuyền nói bạn trai Tuyền á. Anh đâu? Tôi đâu có thấy đâu. Đâu có đâu. Anh đi vệ sinh rồi. Tôi chỉ sợ là anh có việc đột xuất hay bận gì đó rồi anh đi về á. Thôi đi vô học lớp nè. Thôi vô trước đi, tôi đứng đây đợi bạn trai của tôi rồi. Nhớ vô nha. Chào cô, mình đã gặp nhau ở quán cà phê. Bỏ máy mọi người. Anh, em ra đây xíu nha. Ok. Anh đây nha, thôi vô cái đây nè. Vô. Ủa vậy là sao Vi? Em nhắn tin với anh á là em phải ôn thi. Em làm bài nhiều á, em không có thời gian dành cho anh. Vậy mà giờ em ôn thi ở đây. Rồi em. Nếu như anh đã lỡ thấy rồi á thì em nói luôn, đó là bạn trai mới của em. Sau này anh đừng có làm phiền em nữa. Đi nè. Anh có sai cái gì á em nói cho anh biết. Chứ anh yêu em, em biết mà đúng không? Em đừng có đối xử với anh vậy chứ Vi. Anh biết anh sai đâu không? Anh quá nghèo anh Vũ à. Ừ, đúng rồi á. Anh nghèo nhưng mà Vi nè, anh đang là sinh viên. Sau này anh học xong á, anh ra trường á, anh sẽ lo cho em được mà, em đừng có vậy. Em chờ anh á, từ thanh xuân nó có chờ em không? Anh Vũ nè, bây giờ mình nhìn nhận thực tế xíu đi anh. Con gái tụi em á cần nhiều hơn là tình yêu. Anh là sinh viên đúng không? Bây giờ anh lo cho anh còn chưa được, anh nhắm tương lai, anh lo nổi không? Bây giờ anh cứ cho là em sai đi. Anh nghĩ em sai cũng được hết á. Không, em không có sai gì hết á. Anh nghèo à, anh sai, em cho anh cơ hội đi. Em. Ủa có chuyện gì vậy? Cậu này là bạn em, bạn cùng trường. Hả, à, bạn cùng trường hả? Chào cậu. Ủa, anh á. Dạ, xin lỗi. Ủa, có chuyện gì vậy em? À, dạ, không có gì đâu anh. Tại vì em cần việc làm cho nên em hỏi Vi coi có việc làm cho em. Tại vì em không có tiền để lo cho bạn gái em á, cho nên là em cần. Em trời, mấy cái việc này em nói anh một tiếng, công ty anh biết bao nhiêu chỗ để mà làm.
Trời ơi, nói một tiếng anh đưa vô làm. Tại thấy anh bận á, em không muốn anh bận thêm. Thôi, có sao đâu, chỉ cần là em và anh có thể. Dạ. À, em không cần nữa. Em cảm ơn, em xin phép. Đúng mà, được mà, đừng có ngại. Con bạn em mâu thuẫn gì lúc cần, lúc cần. Anh, mấy bữa nay mấy con bạn mấy cái túi của chị mới á, anh mua cho em nha. Ok, em thích là anh chịu. Chỉ cần em ngoan với anh là được. Vậy lúc nào cũng ngoan nha, đúng không? Toàn ơi. Chuyện gì vậy? À, xin lỗi Tuyền nha. Lần này tôi không có giúp được Tuyền rồi. Nhưng mà ông gặp chuyện gì nữa? Ông hứa đóng giả làm bạn trai của tôi rồi. Bây giờ mà ông không vô hả? Chắc tụi nó cười tôi chết luôn á. Xin lỗi Tuyền, tôi về trước. Ê nè. Nè. Bây giờ đi về á thì có mất mặt quá không? Thư. Ở đây mát quá ha. Y như dưới quê mình vậy. Anh Vũ nè. Bộ anh không buồn thiệt hả? Ừ. Có gì đâu buồn. Tình yêu mà quen không được nữa thì chia tay. Đâu có gì đâu lạ. Với lại không biết tính tôi hả? Tôi cua nhiều gái lắm. Không được nhỏ này thì đến với nhỏ khác. Có gì đâu. Nhưng mà Vi thì khác. Tôi biết Vi lâu lắm rồi. Thích lắm. Nhưng mà lúc đó Vi có người yêu. Nhưng mà tôi vẫn chờ. Rồi tới một ngày số cũng tới rồi. Vi chia tay người yêu và đến với tôi. Vui lắm. Vui cực kỳ luôn. Rồi nhưng mà Vi cũng nói đúng. Mình phải biết mình ở đâu, tầng lớp xã hội như thế nào, có xứng đáng với người ta không? Đúng cái gì mà đúng? Theo em thấy hả, trong tình yêu là không có cái chuyện phân biệt giai cấp hay là tầng lớp gì hết đó. Tùy quan điểm mỗi người thôi. Anh có biết hồi xưa tại sao mà Chí Phèo với Thị Nở lại yêu nhau không? Thì chắc hai người đó xấu quắc giống nhau. Không phải, cái đó là một phần nhỏ thôi. Còn cái quan trọng á là họ có cùng quan điểm về tình yêu. Họ cảm thấy hạnh phúc bởi những điều đơn giản nhất. Chẳng hạn như tôi với Hành nè. Cho nên em thấy á, trong tình yêu chỉ cần hai người có cùng quan điểm với nhau, như vậy là đủ rồi. Chứ không có phân biệt giai cấp hay là tầng lớp gì hết đó. Ừ, cũng đúng. Chỉ cần vì hạnh phúc là được rồi. Rồi sau này anh Vũ cũng sẽ hạnh phúc mà. Anh chắc chắn sẽ tìm được một người có cùng quan điểm với anh trong tình yêu. Lúc đó sẽ không còn khoảng cách nào nữa hết. Anh Vũ đừng buồn nữa nha. Biết rồi. Này. Cảm ơn nha. Có gì đâu cảm ơn. Chỉ cần anh không buồn nữa là em vui rồi. Mình nè. Sao không lo kiếm người yêu đi? Long nha long nhong hoài á. Ế đó nha. Kiếm gì mà kiếm? Người yêu của em đây mà. Từ cái mùa Giáng sinh mà anh tặng cho em tấm thiệp, em đã xác định anh chính là đối tượng của em. Giáng sinh tặng thiệp gì? Giáng sinh vụ gì? Thiệp gì? Anh giỡn hoài. Anh không có nhớ cái mùa Giáng sinh mà hai đứa mình ở dưới quê. Xong rồi anh chuẩn bị một cái tấm thiệp thiệt là đẹp, còn có nhạc nữa anh tặng cho em đó. Quan trọng là anh bảo vệ em trước cái thằng kia. À, anh cũng bị nó đánh bê xe lết nữa, anh nhớ không? Đúng.
đừng hiểu lầm. Cái tấm thiệp đó thực ra là tôi tính tặng cho nhỏ Phụng Lê. Là bị cái chó kia nó phỏng tay trên rồi cho nên ghét, không biết tặng ai cho nên là tặng cho Thư thôi chứ có chủ đích tặng cho Thư đâu. Đừng có hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Là không phải anh chuẩn bị tấm thiệp đó tặng em hả? Có lẽ hình như là như vậy. Đừng hiểu lầm nha, cứ tìm cho mình người yêu xứng đáng với mình, đừng có suy nghĩ tới trong lòng. Cho dù anh không tặng thiệp cho em, nhưng anh cũng đã lấy thân mình ra để bảo vệ em bị tụi nó đánh bê xê lết như vậy. No, no. Cho nên em cảm thấy cuộc đời này em nợ anh một mạng, và em sử dụng tấm thân này để đền đáp cho anh. Không cần đâu, không cần. Đó là kiểu tôi ước đó quá. Tôi chữ nó thôi. Thôi mà, đừng có nghĩ lý do nữa. Không có mà, đừng có nghĩ vậy. Thôi mà, em biết mà. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm cái gì cũng thích em đúng không? Khủng quá, hiểu lầm thôi mà. Không có hiểu lầm đâu mà. Hiểu lầm đó. Không có đâu. Hiểu lầm. Nhân đây á, giới thiệu lại với Tuyền. Đây là anh Bảo, bạn trai của tôi á. Hiện anh đang làm giám đốc của công ty, mà công ty là của gia đình ảnh. Anh mới bay từ Nhật về á, nên là có hơi mệt, mọi người thông cảm nha. Thì mọi người biết á, làm giám đốc người ta bận rộn lắm. Vậy mà lúc nào cũng làm cho em bất ngờ hết trơn á, ghét à. À, cái này là Tuyền biết nè đúng không Tuyền? Tuyền rõ nhất á. Biết rồi, biết rồi. Cảm ơn mọi người. Còn đây là... À, chào mọi người. Tôi tên là Dương, là bạn trai của Tuyền. Wow. Giờ nhìn ai cũng khác hết trơn á. Đúng rồi đó, nhất là anh Linh nè. Không tin được là bây giờ nó ai lứa luôn rồi đó. Thôi đừng nhắc chuyện này đây nữa, stress, stress dữ lắm. Thôi ăn đi nha. Ủa, nhưng mà bữa nay ai đặt ở nhà hàng này vậy? Tôi chọn á, tại vì ở đây nổi tiếng là món ăn ngon. Với lại ở đây là anh Bảo quen với quản lý, thân lắm á nha. À, quản lý ở đây là ông anh của tôi á mà. Ê, vậy là tí xíu cái chầu này được cao đúng không? Làm gì có. Thôi mọi người ăn đi, đồ nguội hết rồi kìa. Hay ăn nha mọi người. Chà chà chà, coi bộ anh Dương chuyên nghiệp quá ta. À, tôi làm bên nhà hàng, nên là những cái nghiệp vụ cơ bản này á, tôi cũng rành. À, thì ra là anh Dương làm phục vụ nhà hàng. Hèn gì mấy cái này anh Dương biết hết. Chứ đâu như anh Bảo nhà tôi đâu, lúc nào cũng kề kề với cái máy đếm tiền á. Thôi được rồi, hai cái đứa này á, tối ngày à. À, mọi người ăn gì thì mình gọi tiếp nha. Phục vụ. Em ơi. Em gì đó ơi. Em. Dạ. Em làm gì phục vụ mà chị kêu nãy giờ em không nghe, ngồi bấm điện thoại hoài là sao? Dạ em xin lỗi ạ. Xin lỗi là xong hả? Ra kêu quản lý gặp chị, nhanh. Em biết rồi. Mày nghĩ sao mày la nhỏ vậy? Người ta là phục vụ, người ta cũng cực khổ lắm chứ phải sung sướng gì đâu. Em nói vậy phải không anh Dương? Ủa Bảo, có chuyện gì vậy Bảo? Dạ, không có gì đâu anh Giang. Mời đứa nhận diện vô ý mà. À, xin lỗi mọi người nha. Dạ, không có gì. Sếp, sếp Dương. Giờ này còn nhiều trong gai, nào còn đây trên vai. Kiếm bò. Thì chuyện này để mãi lo, giờ bụng con chưa no. Đường đời sẽ còn nhiều chua cay, chặt chặt là mình thua ngay. Đừng ai ngần hay quyết chia nét lên thật to. Đỡ ai bằng ta. Mình là sinh viên luôn bên nhau khi đó khi no. Ê, vì đời sinh viên giúp đỡ nhau khi gió mưa to. Mặt nè cũng bị trễ giờ rồi nè, ơi hoài luôn á. Đừng có thấy người ta đẹp rồi quay quay miết nha. Chúng ta cái đồ này bền ghê chứ. Mua năm nào mà giờ vẫn còn tay 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 thì ý em đó là tặng từ năm nào tới giờ quà kỷ niệm của anh Vũ tặng. Không dám đụng vô. Mình học chơi. Mình biết chơi nhưng mà không chơi nó cũng mưa à. Mình học đại học nhưng mà không có học đại. Chắc sao những thứ này mà các bạn không thể lạc. Như bạn nhớ ghé như thế nào của mình nha. Chỉ là bên 66 tôi có gì mình sao nè. Nhớ để cái tác mình luôn. Cháu không mà quay trời. Trời trời.
tuổi này, bao nhiêu tuổi rồi đừng biết canh chứ. 21 tuổi. 21 đúng không? Canh thì tròn 21 rồi. Số khép miệng rồi. Được chưa, được chưa? Được rồi, được rồi, tin rồi, tin rồi. Tin rồi, tin rồi. Ủa chị nào đúng vậy? Quá rồi quay nha. Biết xin rồi. Không có làm gì nữa lại. Thiệt luôn. Chúng dạ, duyên dạ. Mà về sớm chơi mà. Chơi bỏ đòn. Chơi bỏ đòn. Thôi ở lại đi. Bác này kiếp dắt đúng. Anh em xíu, anh em ở lại, anh em ở lại nào về xíu. Khi nào off thì mình về chung. Mình đang đua cho những tấm vé sale của hai team. Nói chung là tụi mình sẽ không tức cố gắng không ra trễ như những season trước. Cố gắng thôi nha. Nó không dọn trên trường nó ngoan ăn anh. Nó dọn đó, nó dọn vô bụng đó. Đang dọn vô bụng đó. Đang dọn vô bụng đó, không thấy hả? Đi đầu phim 2-3 năm rồi. Đi quay mà không bị coi. Dập máy em đủ chưa? Dạ máy được chưa? Đẹp đẹp. Cái giả, cái giả, cái giả. Các bạn tiếp tục ủng hộ cho hai team nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.